Xin chào các bạn nha. Hôm nay thì mình cho các bạn xem một cái loại hoa của nhà mình nè. Hoa này thì có màu tím, màu sắc rất là đẹp luôn. Nó có tên gọi là hoa cúc nút áo tím. Tại vì những cái bông hoa tròn tròn á, nó y như là những cái nút áo. Những cái tên gọi khác của nó là hoa cúc pha lê, hoặc là có tên gọi là hoa cúc bách nhật. Những cái tên khác như là hoa cúc nở ngày nữa. Tại vì ban ngày á các bạn thì nó hướng lên như thế này nè, nhưng mà buổi chiều tối á là mình thấy cái đầu nó hơi gục gục xuống. Nó hơi gục gục xuống là ban ngày á nó hướng ánh nắng mặt trời, còn buổi chiều thì nó đi ngủ quá các bạn. Nên có tên gọi là hoa cúc nở ngày. Hoa thì rất là đẹp luôn. Không biết là ở nhà có bạn nào đang trồng cái hoa này giống như mình thì cho mình biết với nha. Theo mình á, đây là một trong những cái loại hoa mà đẹp, màu sắc rực rỡ. Nó rất là bền đó các bạn, phải nói là nó rất là bền luôn. Những cái cánh hoa của nó nè các bạn thì nó khô á, cho nên là trời mưa nó cũng không có bị dập, mà mình bóp bóp như thế này nó cũng không có bị dập. Cho nên nó là hoa này nó rất là bền luôn. Chơi được lâu nữa, nó lâu tàn nữa các bạn. Thời gian nở của nó cũng lâu. Cái hoa này mình thấy nó nở được hơn một tháng rồi, nhưng mà bông nào cũng còn tươi còn đẹp hết á. Mình nghĩ là nó phải tươi thêm khoảng 2 tháng nữa, tại vì nó còn nhiều nụ đó các bạn. Những cái nụ bé bé như thế này nè thì nó sẽ tiếp tục nó ra. Cây này nó ra nhiều nụ lắm, một cây mà có rất là nhiều hoa luôn. Cây này các bạn nó được trồng từ hạt đó. Các bạn chỉ cần lấy cái hạt của nó gieo vào trong đất rồi sau đó tưới ẩm mỗi ngày là sau một tuần là hạt nó đã nảy mầm rồi. Và các bạn có thể trồng quanh năm luôn ha, mình trồng tháng mấy cũng được, mình trồng mùa nào cũng được hết trơn á. Rất là cây rất là dễ sống và dễ phát triển. Thì phía bên này của mình á là một bụi ba cây, còn phía bên này thì chỉ có một cây thôi, mà các bạn có thể thấy không, một cây thôi cũng đủ đẹp rồi nè các bạn. Các bạn nếu mà không có trồng nhiều, các bạn trồng một chậu nhỏ, chỉ cần trồng một cây thôi mình thấy là cũng đủ đẹp rồi. Ngoài cái chậu này ra thì mình cũng có trồng những cái chậu nhỏ riêng á, để mình có thể di chuyển cái chậu dễ dàng, để đặt nhiều vị trí trong nhà khác nhau á. Mình thấy là chỉ cần trồng một cây như thế này thôi là cũng có rất là nhiều bông cho mình ngắm rồi, mà một bông của nó thì cũng có rất là nhiều hạt ở trong này nè các bạn, là những cái hạt giống của nó bên trong này nè. Nên là các bạn á hả, chỉ cần lên trên mạng ha, mình mua một cái hạt giống 20.000 thôi, mình trồng một lần thôi là mình sẽ giữ được cái giống cây hoa này đó. Không bao giờ bị mất giống luôn. Trồng một cây thôi, trồng một cây như thế này thôi nè các bạn, đó là các bạn sẽ có cái giống hoa để chơi hoài luôn, không bao giờ sợ bị mất giống ha. Quá trình chăm sóc thì cũng rất là đơn giản các bạn. Từ lúc mà mình gieo hạt vào đất á, là mình chỉ có tưới ẩm mỗi ngày thôi, sau một tuần thì cái cây nảy mầm, và sau đó thì khi nào mình có nước vo gạo đó mình tưới thêm vào cho nó thôi, chứ mình cũng không có bón phân gì đặc biệt. Mà các bạn thấy không, cây cũng tươi tốt, cũng đẹp, chứ đâu có thua gì cây ngoài tiệm đâu ha các bạn. Mấy cái cây này của mình á, là hồi đó là tháng 4 mình bắt đầu gieo hạt các bạn, thì sau một tuần là mình để ý là nó nảy mầm. Bắt đầu là tháng 6 các bạn, đầu tháng 6 là mình thấy nó ra những cái nụ nhỏ nhỏ như thế này rồi. Tháng 6 là nó bắt đầu ra nụ rồi. Thì bây giờ là tháng 7, có nghĩa là hoa này nó ra được tầm 1 tháng rồi, nhưng mà vẫn còn rất là nhiều cái nụ nhỏ trên cây. Thì mình nghĩ là hoa này nó sẽ ra tới thêm tháng 7, tháng 8 là mình trồng một cây như thế này thôi, là mình có thể chơi hoa được 3 tháng luôn. Và sau tháng 8 thì mình nghĩ là hoa nó sẽ bắt đầu già đi, và nó cho hạt giống của mình á, là giai đoạn của cây này á, là tầm 6 tháng một cây á các bạn. Mà hạt giống của nó nhiều lắm, cho nên là các bạn cứ trồng liên tục để hết cây này mình có cây kia, lúc nào trong nhà cũng có hoa để ngắm ha. Thì video của mình hôm nay tới đây là hết rồi. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn nha. Khi nào mà mình có cây hoa gì đẹp nữa thì mình sẽ quay cho các bạn xem tiếp ha. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau của mình nha. Bye bye.